VinFast đốt tiền khiến người anh em Vincom Lê Thành ra trò. Vào ngày 17 tháng 3, Hội đồng Quản trị của Vingroup ban hành nghị quyết số 03/2024. Theo đó, Vingroup và các công ty con sẽ bán 100% phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển thương mại SDI, là công ty sở hữu trên 99% vốn điều lệ của công ty cổ phần kinh doanh thương mại Sador. Công ty Sador là cổ đông lớn sở hữu tới 41,5% vốn điều lệ của Vincom Retail. Như vậy, sau khi giao dịch theo quyết định này hoàn tất, SDI Sador và Vincom Retail không còn là công ty con của tập đoàn Vingroup. Theo báo chí Quốc Doanh, giá chuyển nhượng 100% vốn của Vingroup tại SDI khoảng 39.000 tỷ đồng, tương đương 32.000 đồng trên mỗi cổ phiếu. Vingroup sẽ thu về 21.000 tỷ đồng tiền lãi trước thuế, tương đương 875 triệu đô la Mỹ từ thương vụ này. Điều đáng nói là Vincom Retail là công ty đang làm ăn có lãi. Năm 2023, Vincom Retail ghi nhận doanh thu thuần 9.791.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.400.000 tỷ đồng, doanh thu tăng trưởng 33% và lợi nhuận tăng trưởng 58% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả kinh doanh đẹp như mơ như thế mà Vingroup buộc phải bán đi có lẽ do Vingroup quá kẹt tiền. Vingroup Retail đang kinh doanh có lãi. Cũng trong năm 2023, VinFast đã thua lỗ đến 2,4 tỷ đô la Mỹ. Con số 875 triệu đô la Mỹ tiền lãi có được từ việc bán Vincom Retail không thấm vào đâu so với khoản lỗ khổng lồ của VinFast. Có thể thấy VinFast là đứa con đốt tiền nhiều nhất của Vingroup, trong khi đó Vincom Retail đang có lời thì lại phải bán đi để bù khoản lỗ cho VinFast. Vậy thì khác nào VinFast đốt tiền làm cháy luôn cả Vincom Retail? Trong những đứa con của Vingroup, đáng lẽ Vingroup cần bán đi VinFast chứ không phải bán những công ty đang làm ăn có lời. Nhưng có lẽ nếu giao bán VinFast thì cũng chẳng ai nhảy vào ôm đống của nợ này. Ông Phạm Nhật Vượng hiện nay như người đang cưỡi trên lưng cọp. Ông phải bám vào VinFast tới cùng và phải tìm mọi khả năng để có thể cứu VinFast ra khỏi tình trạng thua lỗ triền miên như hiện nay. Có thể nói thị trường Mỹ đang là nơi khiến VinFast đốt tiền khủng nhất và mọi hy vọng tại đây đều đã bị dập tắt. Xe tại đây không bán được, hiện có khoảng 3.500 chiếc đã nhập vào Mỹ gần 2 năm, vẫn còn nằm bãi rất lớn. Hồi đầu tháng 10 năm 2023, giá cổ phiếu VinFast trên sàn Nasdaq thủng mốc 10 đô la. Ông Phạm Nhật Vượng đã cầu cứu quỹ đầu tư Advisor và ký hợp đồng ghi nhớ với quỹ này với gói mua cổ phiếu 1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên cho đến nay, cổ phiếu của VinFast không những không lên mà còn thủng tiếp mốc dưới nữa 5 đô la. Khi VinFast ký hợp đồng ghi nhớ với Advisor, chúng tôi đã có bài phân tích đánh giá rằng đây chỉ là động thái của VinFast để lấy lại lòng tin với nhà đầu tư, chứ không phải Advisor xuống tiền mua cổ phiếu của VinFast thật. Nếu thị trường không có phản ứng tích cực, rất khó để quỹ này xuống tiền mua VinFast. Vingroup buộc phải bán đi những công ty con đang sinh lợi. Tại Mỹ, xe VinFast bán không được, cổ phiếu thì rớt giá thê thảm. Dù đã cầu cứu quỹ đầu tư nhưng cổ phiếu vẫn tuột dốc. Nhà máy thì đang nằm in chờ vốn, mà vốn thì chẳng thấy đâu. Con đường Mỹ tiến của VinFast là sai lầm rất lớn, khiến cho ông Phạm Nhật Vượng bị chôn chân xa lầy tại đây. Tại Mỹ đã không thể kiếm đâu ra tiền để cho bộ máy điều hành VinFast tiếp tục đốt. Không biết hiện nay Vingroup còn bao nhiêu công ty làm ăn có lãi. Nếu cứ lúng túng và lại túng thiếu mang những công ty con ra bán thì chẳng mấy chốc sẽ sạt nghiệp. Điều đáng nói là khi kẹt tiền, ông Vượng chỉ có thể bán được những con gà biết đẻ, chứ bán cỗ máy đốt tiền thì chẳng ai mua. Đấy là cái khó cho ông Phạm Nhật Vượng hiện nay. Hiện tại Vincom Retail đã bị cháy sạch trò vì VinFast đốt tiền. Với đà đốt tiền năm sau cao hơn năm trước thì e rằng sẽ lại có thêm những đứa con khác của Vingroup, đặc biệt là những biết đẻ trứng lại đội nón ra đi. Để cứu vãn tình thế, Vingroup thì chỉ có bán VinFast hoặc là làm sao để VinFast đừng đốt thêm tiền nữa. Nhưng cả hai biện pháp này đều không thực hiện được. Hiện giờ ông Phạm Nhật Vượng vẫn chưa có giải pháp nào cả. Quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin
VinFast đốt tiền khiến người anh em Vincom Retail ra trò. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Rộ tin đồn Huệ Quốc hội chồng bầu ra hai trái tại nhà một ca sĩ. Trong tình hình rối ren ở chính trường, phe Nghệ An đang kịch chiến với phe Hưng Yên để ngã giá những vị trí then chốt trong đảng và trong chính quyền, thì mạng xã hội rộ lên tin đồn ca sĩ Hương Tràm sang Mỹ du học nhưng lại sinh con cho ông chủ tịch quốc hội. Đã là tin đồn thì có thể đúng cũng có thể sai, nhưng ở Việt Nam tin đồn thường hay khớp với sự thật, đặc biệt là những tin đồn liên quan đến quan chức cấp cung đình. Mới đây, vụ ông Võ Văn Thưởng từ chức đã bắt đầu có tin đồn, ban đầu là những ám chỉ vu vơ, dần dần cụ thể hơn và 6 ngày sau thì đã trở thành sự thật. Bây giờ, ông chủ tịch nước đã phải từ chức. Ở Việt Nam có những sự thật không bao giờ được báo chí chính thống đăng tải. Ví dụ, bữa thịt thịt bò dắt vàng có sự tham dự của ông Tô Lâm với hình ảnh rõ nét trong video clip được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội, làm dậy sóng khắp nơi trong và ngoài nước, nhưng không một tờ báo nào của nhà nước Việt Nam dám đụng vào. Cho nên thông tin về việc ông Vương Đình Huệ có làm một ca sĩ có bầu nếu là sự thật đi chăng nữa thì chắc chắn báo chí chính thống của nhà nước cũng không dám đăng. Ảnh được báo chí đăng tải. Về nguồn gốc xuất phát của tin đồn có thể là từ nội bộ tuồn ra vì đối thủ muốn đánh gục ông Huệ, mà cũng có thể từ nghi vấn rồi người dân suy luận và từ đó biến thành tin đồn. Hoặc có những phe ác ý tung ra. Việc ca sĩ Hương Tràm đi Mỹ du học đặt ra những vấn đề to lớn đối với cộng đồng mạng. Nghi vấn thứ nhất đó là đang ở đỉnh cao sự nghiệp, ca sĩ này lại bỏ ngang để sang Mỹ du học. Làm ca sĩ vừa có thu nhập cao vừa được nổi tiếng, còn du học Mỹ khi trở về có được như vậy hay không? Ca sĩ Tóc Tiên đã từng du học ở Mỹ ngành y, nhưng rồi lại bỏ nghề bác sĩ mà chọn theo đuổi nghề ca sĩ. Ngành mà Tóc Tiên học rất danh giá, vậy mà cô lại chọn theo nghề ca hát. Còn Hương Tràm học gì? Vì sao phải hy sinh sự nghiệp ca hát đầy thành công như vậy? Cách lựa chọn của Hương Tràm khiến xã hội nghi ngờ, phát sinh tin đồn là điều dễ hiểu. Nghi vấn thứ nhì đó là việc báo chí đưa hình ảnh lấy từ một status của Hương Tràm trong hình cô bé hai em bé kháu khỉnh cùng với dòng trạng thái em sinh đôi chứ không sinh một nhé gia đình. Vậy mà báo chí lại bào chữa cho tấm ảnh như sau. Chia sẻ của ca sĩ sinh năm 1995 đã nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả. Dưới phần bình luận, nhiều người dành lời khen ngợi cho nhan sắc của Hương Tràm cùng sự đáng yêu của hai em bé, dẫu biết đây chỉ là những chia sẻ mang tính chất hài hước của cô. Nhiều khán giả nhanh chóng phát hiện cô đang cố tình dùng tin đồn để trêu lại những ai cả tin. Giữa một tấm hình chân thực và một lời giải thích khiên cưỡng, bên nào thuyết phục hơn? Báo chí trong nước nói rằng có người đặt câu hỏi ca sĩ Hương Tràm sinh con cho đại gia. Trong khi đó, tin đồn đang lan truyền là cô sinh con cho chủ tịch quốc hội. Phải chăng báo chí cũng dùng từ đại gia để thay thế cho chính trị gia vì đời tư của vị chính trị gia này là vùng cấm? Trong lúc đang nội đấu, tin đồn về Vương Đình Huệ lại nổi lên như cồn gây bất lợi cho ông chủ tịch quốc hội. Được biết, tin đồn này xuất phát từ năm 2021, nhưng trong lúc này khi nhóm Nghệ An đang kịch chiến với nhóm Hưng Yên ở cung đình, thì tin đồn lại được hâm nóng trở lại. Không biết đây là chỉ là sự hâm mộ, vô tình hay là cố ý của một nhóm người nào đó, đặc biệt là nhóm đang giao đấu với chủ tịch quốc hội họ Vương. Giả sử những câu chuyện này là thật, thì không đời nào báo chí chính thống dám khai thác. Nếu thông tin này được báo lề trái đăng, thì báo chí nhà nước cũng sẽ đăng tin phủ nhận hoặc im lặng. Vai trò của báo chí nhà nước là nô bộc thì chỉ như thế mà thôi. Quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam thì thường nói đạo lý rất hay, nhưng khi lộ ra thì chẳng quan chức nào có đạo đức cả. Ông nào khi chưa lộ thì cũng nói về liêm khiết, nói về trách nhiệm, nói về chấp hành luật pháp vân vân. Nhưng khi lộ ra thì chẳng ông nào trong sạch. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin rộ tin đồn Huệ Quốc hội
trồng bầu ra hai trái nhà một ca sĩ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.